Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và mối lương duyên không ngờ giữa các sao Việt nổi tiếng. Henie và Mâu Thủy, đầu tiên phải nhắc đến đó là bức ảnh Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Henie và Á hậu Mâu Thủy từng chạm mặt nhiều năm trước được lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói, Henie lúc ấy vẫn chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Cô đi làm nghề PG, nhân viên tiếp thị để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn. Còn Mâu Thủy khi đó là người mẫu vừa đăng quang trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Bức ảnh Henie thời còn chưa nổi tiếng xin chụp ảnh cùng Mâu Thủy. Trước đó Henie cũng từng là thí sinh tham gia cuộc thi người mẫu và lúc ấy Mâu Thủy ngồi ở hàng ghế ban giám khảo. Cho đến thời điểm hiện tại, ít ai có thể ngờ rằng cô nhân viên tiếp thị ngày nào đã trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, còn Mâu Thủy là Á hậu. Henie là một trong những hoa hậu nhận được sự ủng hộ của khán giả và đang trong quá trình ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Á hậu Mâu Thủy Hồ Ngọc Hà, trong một đoạn hội đáp cùng người hâm mộ trên trang mạng xã hội Instagram, Á hậu Mâu Thủy bất ngờ tiết lộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà trước khi cô nổi tiếng. Dù có chỗ đứng khác biệt, nhưng chính câu nói của Hồ Ngọc Hà đã khiến Mâu Thủy nhớ mãi đến ngày hôm nay. Chị nhớ lúc chị là busy đi phát đĩa cho chị ấy, chị xin chụp hình trước show và chị Hà nói với chị một câu khiến chị nhớ mãi. Bình thường chị không chụp hình trước show, nhưng hôm nay ngày vui nên ngoại lệ. Trời lúc đó hạnh phúc thiết tha, rất có động lực luôn. Chị thấy chỉ cần chăm lao động và tử tế với tất cả mọi người xung quanh mình đã là một điều tuyệt vời. Đó là lý do chị Hà đã chiếm lấy trái tim khán giả rất nhiều, Mâu Thủy kể lại. Cũng giống như Henie, đến thời điểm hiện tại Mâu Thủy đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Ngoài ra, cô còn là chân dài có tiếng trong làng mẫu Việt. Khác với vị thế vài năm trước đây, giờ đây sự kiện Mâu Thủy đã ngồi chung hàng ghế với nữ hoàng giải trí. Nu Phước Thịnh và Thủy Tiên. Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ và bén duyên con đường ca hát một cách tình cờ. Vào năm 2008-2009, Nu Phước Thịnh đang hát nghêu ngao ca khúc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn trong hậu trường một chương trình thời trang, thì bất ngờ được Thủy Tiên lại bắt chuyện. Nữ ca sĩ khi đó đã nhận ra tố chất của Nu Phước Thịnh, anh được cô mời về công ty để thử giọng và khuyến khích trở thành ca sĩ. Thủy Tiên cũng chính là người dìu dắt cộng tác với nam ca sĩ từ những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Nếu không có sự phát triển của Thủy Tiên, Nu Phước Thịnh vẫn sẽ là một người mẫu tin, tốt nghiệp đại học, ra làm một nhân viên văn phòng bình thường như cha mẹ anh mong muốn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với ca sĩ Thủy Tiên đã giúp Nu Phước Thịnh trở thành ca sĩ nổi tiếng showbiz nhất hiện nay. Cho đến nay, nếu Công Vinh là người bạn đời tâm đầu ý hợp của Thủy Tiên, thì Nu Phước Thịnh là người em trai vô cùng thân thiết của cô. Khi mới bắt đầu được biết đến, Nu Phước Thịnh từng chia sẻ, xem Thủy Tiên là thần tượng và là mục tiêu để hướng tới. Hai chị em rất hợp cả, hiểu nhau. Tiên là một bà chị thật sự tuyệt vời, rất hợp cả với Nu từ việc ăn uống cho đến gu âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh. Vào năm 1998, khi Đàm Vĩnh Hưng chưa được ai biết đến trong showbiz Việt, một lần anh bước chân vào trung tâm ca nhạc nhẹ, Hoài Linh lúc đó là nghệ sĩ hài hải ngoại rất nổi tiếng mới về nước. Dù rất thần tượng Hoài Linh, nhưng lúc ấy Đàm Vĩnh Hưng lại chọn cách tách nhóm và dọn đồ make-up riêng ra một góc. Không nói không đá động gì hết, chính điều ấy đã gây sự chú ý đến danh hài Hoài Linh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng chạm mặt Hoài Linh. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ, nếu Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Đàm Vĩnh Hưng đi hát, thì Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Chính Hoài Linh là người đã mang cái tên Đàm Vĩnh Hưng đến với số đông khán giả hơn. Hoài Linh được coi là ân nhân đưa cái tên Đàm Vĩnh Hưng đến với đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Mr. Đàm cho biết, anh Linh có giận hờn trách cứ bất cứ điều gì thì Hưng cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hưng tin tưởng tuyệt đối và tầm nhìn vào cách dạy dỗ của Hoài Linh. Nam ca sĩ tâm tình, ơn của anh Linh lớn đến mức. Ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì Hưng sẵn sàng làm theo không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi. Không chỉ có thảm họa đâu, giọng hát live thật của Diệu Nhi gây bất ngờ. Mỹ nhân chiến dịch chống ế có thể hát cả dân ca cực ngọt ngào, bao khán giả phải ngỡ ngàng vì không tin đây là sự thật. Từ trước đến nay, Diệu Nhi được công chúng yêu mến, không chỉ nhờ vào các sản phẩm nghệ thuật mà còn thông qua các đoạn clip cover. Nữ diễn viên cực hứng thú trong chuyện hát các ca khúc hot đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hầu như bài nào Diệu Nhi cũng phá hit và hát bất chấp dù không bắt được nhịp hay không thuộc lời. Dù khả năng ca hát không hay, nhưng nữ diễn viên rất thích thú trong việc thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi đoạn clip này đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bởi lẽ tính vui nhộn và hài hước của cô cũng đủ làm khán giả yêu mến. Tuy nhiên, mọi thứ đều không như mọi người đang nghĩ. Giọng ca thật của Diệu Nhi
Khi cô hát nghiêm túc lại khá ngọt ngào, chạy theo đúng nhịp nhạc mà còn có cả luyến lấy. Điều này được chứng minh qua phần thi của cô tại chương trình Trời Sinh Một Cặp năm 2017. Diệu Nhi diện áo dài cách tân cực nữ tính và thể hiện ca khúc dân ca Chị Đi Tìm Em. Người hâm mộ có được một phen hốt hoảng khi không nghĩ rằng nữ diễn viên có thể hát được tốt đến như vậy. Bấy lâu nay ai cũng thấy một Diệu Nhi phá hit, chứ hiếm khi nào cô hát một cách nhẹ nhàng từ tốn như thế này. Nói về vấn đề tham gia cuộc thi và thể hiện khả năng ca hát, người đẹp từng chia sẻ rằng: "Trước đây tôi thường post những clip hát tào lao trên mạng, chỉ với mục đích mang lại những phút giây vui vẻ, thư giãn cho khán giả, chứ không hề có toan tính giấu nghề. Thực ra đôi lúc tôi cũng post những bài hát nghiêm túc đó chứ, nhưng chắc do những clip hát kiểu hài hước, nói nhiều và ấn tượng hơn, nên khán giả chỉ nhớ một Diệu Nhi thảm họa âm nhạc mà thôi." Có ai như Trấn Thành, dìm hàng chiều cao của Việt Hương lầy lội đến mức này? Chỉ với một bức ảnh, nhưng Trấn Thành cũng đủ khẳng định về sự lầy lội của mình thì khó ai có thể vượt mặt. Trấn Thành được mọi người biết đến là một nam MC, một diễn viên hài duyên dáng. Hàng đầu làng giải trí Việt, với khả năng hoạt ngôn nhanh nhạy, ông xã Harry Won luôn làm bầu không khí nơi anh xuất hiện, luôn ở trong trạng thái xâm tụ. Đặc biệt Trấn Thành luôn nghĩ ra nhiều tình huống gây cười, đều trêu ghẹo đồng nghiệp từ sân khấu lên đến mạng xã hội. Mới đây nhất, anh tìm ra và đăng tải một bức ảnh về hai chú ngựa. Cụ thể, hai chú ngựa này có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao. Theo đó, anh còn đính kèm dòng trạng thái cho khoảnh khắc này: Phạm Hương và Việt Hương. Có thể nói trí tưởng tượng của Trấn Thành rất phong phú. Chỉ với một bức ảnh, anh có thể dìm hàng ngay đàn chị Việt Hương. Ai cũng không nhịn được cười khi thấy nam MC cố tình trêu ghẹo người chị thân thiết của mình. Từ trước đến nay, Việt Hương như nguồn cảm hứng bất tận của anh. Trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng có thể lầy lội hết mức với nữ diễn viên. Cùng tên Hương nhưng Phạm Hương thì cao 1m74, còn Việt Hương chỉ vỏn vẹn 1m51. Tuy nhiên, khi vừa cố tình trêu chọc Việt Hương thì Trấn Thành đã bị các fan bóc phốt ngay lập tức. Một tài khoản nhanh chóng nhắn nhủ về bức ảnh hai chú ngựa. Cái này phải nói chính xác là Trấn Thành và Trấn Thành trước và sau khi mang giày độn. Quả thật, anh chính là nhân vật đam mê giày độn nhất nhì showbiz Việt. Trấn Thành sở hữu khá nhiều kiểu giày tăng chiều cao và thường mang đi dự sự kiện. Giày độn gần như là vật bất ly thân, anh mang đi khắp nơi, từ đi làm việc cho đến du lịch bốn phương. Nam em khẳng định Nhã Phương được lợi nhiều hơn sau scandal tình tay ba với Trường Giang. Đây là phát ngôn gây xôn xao của nam em khi cô lên tiếng nói về Nhã Phương như thế này về chuyện tình tay ba với Trường Giang. Thời gian vừa qua, nam em gây chú ý khi liên tục có những biểu hiện lạ khiến dân mạng xôn xao. Từ clip vừa lái xe vừa nhảy múa đến chuyện cô uống bia và livestream nói lẩm nhảm. Tất cả những điều đó đã làm hình ảnh của nam em bị ảnh hưởng rất nhiều. Những thiện cảm ban đầu của người hâm mộ đã bớt dần mà thay vào đó là sự khó chịu dị ứng với những trò lố mà chính nam em đã làm. Mới đây trong cuộc phỏng vấn, nam em đã nói một điều hơi động chạm đến đàn chị là Nhã Phương. Ai cũng biết Nhã Phương chính là người yêu của diễn viên hài Trường Giang. Nhưng từ khi nam em công khai tình cảm của mình với Trường Giang đã khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, thì nay lần đầu nam em lên tiếng nói về Nhã Phương. Nhưng câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy lại mang tính chất quá động chạm. Cụ thể khi được hỏi về Nhã Phương, nam em đã cười và nói: "Nói thiệt, chị Phương được lợi nhiều hơn trong chuyện này. Chị Phương được quá trời fan yêu dấu, còn tôi thì nhận chửi bới và xỉa xối." Nam em còn cho rằng mình cao thượng, mình càng cao thượng thì sẽ càng bị chửi, nên sẽ không cao thượng nữa, mà sẽ sống cho mình, cho riêng mình mà thôi. Câu nói này của nam em gây sự thắc mắc lớn cho dư luận. Người ta không biết rằng cô có thực sự tỉnh táo khi nói ra câu này hay không, bởi một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương sau khi bị bạn trai lừa dối hết lần này đến lần khác như Nhã Phương, thì liệu cô ấy có vui không? Nếu được lợi, Nhã Phương được lợi gì? Hay đó chính là sự thương hại của cô gái vốn hiền lành mà phải chịu nhiều nỗi đau trong tình cảm? Và nếu thực sự ý nam em nói cái lời của Nhã Phương là nhận về sự thương hại, thì nam em chưa đúng, vì chẳng ai muốn bị nhìn với mắt thương hại cả. Nam em cũng thừa biết là Nhã Phương đang là bạn gái của Trường Giang, chuyện họ yêu nhau cả showbiz Việt ai cũng biết. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ lao vào một cách mù quáng, để khi nhận sự thờ ơ của Trường Giang, cô quay qua kể lể đủ thứ chuyện trên khắp mạng xã hội. Ban đầu ai cũng thấy thương cho nam em, bởi tình cảm là thứ khó kiểm soát,
và chuyện say nắng ai đó đều là dễ hiểu đối với những người mang tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng càng ngày nam em càng khiến dư luận phẫn nộ hơn. Từ cô gái đáng thương, nam em biến mình thành kẻ đáng trách với những phát ngôn và hàng loạt trò lố trên mạng xã hội. Nam em còn tự nhận mình là lệ lầy, tự cho rằng mình lầy lội, nhưng nam em không lầy lội. Cô ấy có thể hài hước, nhưng lầy lội vốn không phải bản chất. Và ngày càng xuất hiện nhiều trò lố, có nghĩa là cô muốn gây sự chú ý của khán giả và cũng có thể là của ai kia. Nhưng rất tiếc Trường Giang và Nhã Phương đang hạnh phúc bên nhau, họ ấm êm hơn bao giờ hết. Vậy thì một người như nam em, liệu cặp đôi kia có để tâm tới? Trong khi Trường Giang và Nhã Phương bận rộn với những dự án riêng, thì nam em đang làm những trò lố trên mạng. Nhã Phương liên tục chia sẻ về công việc và những hình ảnh lung linh xinh đẹp nhất, còn nam em cô ấy làm gì? Nam em có vẻ đang rơi vào tình trạng uất, xoay tròn trong mớ suy nghĩ không lối thoát. Nếu thực sự như vậy thì hy vọng cô nàng sẽ sớm giải tỏa được những căng thẳng ấy, sớm tìm lại được nam em xinh đẹp, dễ thương như ngày xưa. Ngày càng chìm sâu vào sự buồn khổ sẽ khiến nam em đánh mất đi tình cảm của khán giả, hay nghiêm trọng hơn là sự nghiệp của mình. Suýt mất Trường Giang, giờ Nhã Phương đã lột xác gợi cảm tuyệt đối, váy cài kim băng vẫn quá đẹp. Sau 2 tháng im hơi lặng tiếng, Nhã Phương diện bộ đầm trắng khoe vai trần gợi cảm khi làm giám khảo cuộc thi phim ngắn My Dream của VTV6. Xuất hiện tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn My Dream, Nhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Có người đặt câu hỏi, thường đóng vai chính trong những bộ phim tâm lý tình cảm, nữ diễn viên thường mất bao lâu để có thể khóc theo yêu cầu của kịch bản? Nhã Phương trả lời rằng, trước khi ra phim trường, cô đọc kỹ kịch bản và nhập tâm vào nhân vật. Nên khi đạo diễn yêu cầu, cô có thể khóc rất nhanh. Khải Anh, đạo diễn của Ngày Ấy Mình Đã Yêu tiết lộ rằng, tôi thử Phương thì mất khoảng 20-30 giây là Phương có thể khóc. Với vai trò giám khảo, dù đang bận rộn với các dự án phim, Nhã Phương vẫn dành thời gian để xem qua những bộ phim dự thi từ các nhóm làm phim trẻ trên toàn quốc và gửi những lời nhận xét công tâm để chọn ra được những đại diện xuất sắc cho mùa giải đầu tiên. Nhã Phương là một trong 2 bóng hồng xinh đẹp trong dàn ban giám khảo với những cái tên uy tín trong lĩnh vực phim như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Lý Thái Dũng, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hà, nhà báo Diễm Quỳnh, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, đạo diễn Khải Anh, diễn viên Việt Anh Hứa Vĩ Văn. Kể từ khi xảy ra scandal tình cảm của nam em Trường Giang, Nhã Phương rất ít khi nhận lời xuất hiện tại các sự kiện. Cô cũng từ chối mọi câu hỏi về 10 khó và hứa sẽ có câu trả lời rõ ràng cho công chúng vào thời điểm thích hợp. Hiện tại có nhiều bằng chứng cho thấy Nhã Phương chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của Trường Giang, cả hai quay về bên nhau nhưng chưa công khai với người hâm mộ. Trước khi xảy ra scandal với nam em, Trường Giang từng công khai cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa đeo nhẫn mà bạn trai tặng. Thời gian gần đây Nhã Phương thường chọn những trang phục gợi cảm. Nữ diễn viên tự tin khoe vai trần trong bộ trang phục màu trắng đầy nữ tính.